Siro chọn cái nào? Siro chọn ăn trước miếng bé hay là chọn miếng to? Ok, thích ăn miếng bé. Siro chọn miếng nào? Hai miếng này. Đây, Siro nhìn kỹ chưa? Hai miếng này Siro ăn miếng nào? Siro cứ thích ăn miếng bé. À, cố tình chọn miếng bé để nhường cho bà miếng to hả? Được, tốt. Chờ bóc nhá. Anh bóc rất là nhanh nhưng mà Messi này. Siro này. Pila này. Mì hôm nay mì chê mì không ăn cam. Chê không ăn thì hết luôn chứ nó chỉ có hai quả chứ làm gì có nhiều. Ngon quá. Ngon quá đi. Quá ngon. Ngon quá. Miếng này có khi ngon hơn này. Quá. Ôi, ngon quá nhưng mà thôi còn có 3 miếng thôi chia cho 3 đứa nhá. Chứ không anh ăn một miếng thì lại 3 đứa này không biết chia thế nào. Cái này chị My ăn được này, cho chị My ăn trước này. Rồi, My lên ghế xanh kia ngồi. Sang My sang ghế bên cạnh My ngồi đi. Úi sổ pila làm gì mà nước dãi nên lại rơi cái gớm vậy. Ăn cái bánh này xong rồi anh lại phải mất công anh lau nhà hả? Ăn xong lại mất công lau nhà. Úi giời, dãi nó nhỏ à. Cái này để cho chị My nhé, chị My ăn miếng bé để cái đấy để cho chị My. Gậy Tôn Ngộ Không. Yên nào nào, yên yên yên, để anh xem nào. Như quả chuối vậy. Chờ mấy hôm nữa cái nải chuối của anh ấy chín rồi lại ăn chuối tiếp. Thôi được rồi, không Pila sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. Pila sắp hết sự kiên nhẫn rồi. Vì đây, chỗ mi đây. Thằng này là của đứa nào nhỉ? Hình như là hai đứa kia nó ăn rồi đúng không? Phần của Pila hả? Có phải không? Đây là phần của Pila rồi đúng không? Đến lượt Pila rồi nhỉ? Nhỉ? Đây, của Pila. Đầu tiên lại cho con mì tí đã. Đây, con mì nó ăn một mình. Phần đầu tiên này là cho đứa nào? Phần này là của Messi hả? Của Messi nhá. Nhá. Đây, Messi ăn đi. Phần thứ hai này của đứa nào? Phần thứ hai này lần này cho bà Pila ăn trước nhé. Nhá. Cho bà Pila ăn. Đây này, có hai phần này, một phần to, một phần bé này. Cho bà Pila ăn trước để cho bà Pila ăn miếng bé hơn nhá. Nhá, Siro chọn cái nào? Siro chọn ăn trước miếng bé hay là chọn miếng to? Ok, thích ăn miếng bé. Được. Thế Pila ăn sau rồi ăn miếng to. Miếng này hình như hơi to thôi, bây giờ phải chơi bài ngược lại thôi. Phải miếng to miếng bé để cho nó phân biệt nó rõ ràng ra. Đây, từ từ
Rồi, cho mà xiên miếng bé này ăn trước. Rồi đây còn hai miếng này, phải chơi cái bài này, phải chơi cái bài bóp bé nó ra này, cho con Yumi miếng này này, đây cho con Messi thêm này. Bây giờ nhá, bây giờ này, hai miếng này này, cho anh cho Siro chọn. Siro chọn miếng nào? Hai miếng này. Đây, Siro nhìn kỹ chưa? Hai miếng này Siro ăn miếng nào? Siro cứ thích ăn miếng bé. À, cố tình chọn miếng bé để nhường cho bà miếng to hả? Được, tốt. Cháu là quá là thảo luôn. Một miếng to, một miếng bé mà Siro luôn chọn miếng bé. Lần trước cũng miếng bé, lần này miếng bé, để anh thêm một lần nữa nhá. Xem nào, có phải Siro cố tình Siro nhường bà không? Ừ. Rồi chờ anh một tí. Cái này còn cái miếng này là miếng cuối cùng rồi. Miếng cuối cùng rồi thì cho con Yumi đây, cho con Yumi ăn trước này. Đấy, con Yumi giờ ăn miếng bé thôi. Này, con Messi này. Yumi ăn miếng bé thế này. Bây giờ nhá, còn một lần cuối cùng này. Một cái to này, một cái bé này. Này, Siro ăn cái nào? Từ từ, Pila để yên để cho Siro chọn. Siro ăn miếng nào? Đây, một to một bé đây. Ăn miếng nào? À, lần này. Lần này nó... lần này là hai miếng nó chênh lệch nó lớn quá. Là... cho nên là cuối cùng là Siro đã quyết định là nhường hai lần. Thả con săn sắt, bắt con Caro vừa vẫn được tiếng hiếu thảo mà cũng không bị thiệt. Bởi vì là hai lần trước bù cho lần này là cũng là vừa, coi như là hai bà cháu ăn bằng nhau đúng không? Miếng to miếng bé còn cái nào không nhỉ? Xem còn cái nào không, cho nó ăn nốt đi. Chờ tí để kiểm tra xem còn không. Còn thì chúng ta chén nốt. À, còn đúng một cái bánh thôi được rồi. Còn thì chúng ta cũng chén nốt đi. Quá kho bóc này, con mi đây, phần của con mi đây. Messi này. Thế này nhá. Bây giờ này, một miếng bé, một miếng to này. Đây này, nhìn nhá. Một miếng, miếng này bé này, miếng này to này. Lại cho Siro chọn trước, xem là Siro ăn miếng nào. Đây, Siro ăn miếng nào. Dạ, dạ, Siro quyết không nhường bà nữa. Sao lúc nãy hai lần Siro nhường bà, Siro ăn miếng bé để cho bà miếng to mà. Hả? Sao lần này này Siro lại không nhường nữa à? Thế thôi giờ đây, thôi con Yumi ăn thế thôi. Bây giờ đây một miếng to một miếng bé nhá. Để cho Pila chọn, Pila ăn miếng nào? Đây, một to một bé này. Nhìn đây này, một miếng to một miếng bé này, Pila ăn miếng nào? À, Pila chọn miếng bé đấy, bây giờ bà lại nhường lại Siro rồi nhá. Bây giờ lại bà Pila lại nhường lại cho Siro miếng cho Siro ăn miếng to đấy. Bà ăn miếng bé cho Siro ăn miếng to đấy. Thôi được rồi, chúng ta ăn thế thôi, chúng ta giải tán thì để anh còn lau nhà chứ ghê quá này. Nước dãi là ướt hết cả đùi anh, nhìn này, ướt hết đùi rồi.